cuộc thi đua vua cờ bạc của thế giới kỳ 2 sắp được bắt đầu. Các người nổi tiếng trong giới cờ bạc đã bí mật chuẩn bị để chờ ngài cùng tranh tài với nhau. Tất cả mọi người ai cũng muốn giành cho được chức vua cờ bạc. Các nước tham gia cuộc tranh tài này gồm có Nhật Bản, Quỷ Hoa Điền, Thái Lan là Hào Cơ, Pachio từ Ý Đại Lợi, Thiessen từ Hoa Kỳ, Pachipu từ Ấn Độ, Ulitato từ Phi Châu. Trong số người này có một người xuất sắc nhất là tay cờ bạc Lôi Thái, đại diện cho bên Macau. Người này lòng dạ rất hung hăng và độc ác, và cũng là người nổi tiếng trong lĩnh vực cờ bạc. Tất cả các cao thủ của các nước đều muốn chiến đấu với anh ta, và nhất là người Nhật Bản Quỷ Hoa Điền rất nóng lòng muốn chiến đấu với Lôi Thái. Dạ thưa ông Quỷ Hoa Điền, cái tên Lôi Thái người Macau đã phái đại diện tới đây. Quỷ Hoa Điền ta đã có hẹn gì đó, ta muốn gia đình của nó đều bị chết sớm. Người đại diện đâu? Ta không thắng được mày sao? Sư phụ của mày có dạy mày chiêu này hay không? Không có. Mày có bản lãnh gì đây? Mày giờ ngủ hả? Mày đuôi hả? Bắt cái đền đi. Bây giờ mày tính sao đây? Biển số xe tao nứt rồi. Đền đi. Dạ đâu có anh. Đâu có đâu. Dạ đâu có này nó nứt sẵn hả anh? Nứt sẵn tao buộc lại giờ mày làm nứt thêm kìa. Thấy không? Bây giờ mày tính sao? Dạ. Em xin lỗi anh. Mày nói cái gì? Dạ. Đền đi. Kêu nó đền đi. Xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì anh em không lão đụng nhau có gì đâu mà xin lỗi. Dạ.
Kêu cái gì anh? Dạ kêu mất kiến em đâu mất rồi. Trời ơi kêu lui nặng rồi, mất kiến này nào nội. Em thấy mặt anh căng quá em sợ anh ơi. Đi đi. Rồi. Cái lỗ trong nhà đó không mày? Ra đánh cho nhiêu? 1.500. Sao phá giá vậy không? Ê tụi bay, đánh dài mà 1.500 à, quỷ nó phá giá quá à. Học hành sung sướng không chịu, mày đặt đi đánh giày chứ ông nội. Thằng này đánh giày dám chắc đôi giày là không bấm. Sai hả? Dạ. Nó đuôi làm sao thấy đường được. Thằng thấy mà mờ vậy á. À thấy mà mờ nên đánh đôi giày ra mờ vậy. À làm gì quê nha bạn? À quê à nhé, quê là khó quê á. Khó quề vậy là còn nóng. Mà nóng có chừng nổi mụn đó nha. Quỳnh, hút dùng cái mụn ơi. Ủa sao vậy? Thì nóng, nổi mụn. Quỳnh, hút mụn không kìa. Hút bằng gì? Vi tính. Vi tính là cái gì? Không dắt hơi á, để vô hút mụn. Xong. Mày giỡn mặt cái tao hả mày? Giỡn mặt gì đâu. Này này, lấy tiền đi, biến không? Ờ, đây. Đang chuyện buồn chuyện gia đình mà cứ chọt dư hoài nè. Có 2.000 đó. Buồn chuyện gia đình hả? Ừ. Để nghe thôi. Nó mỉm. Nhiều chuyện sao? Người ta buồn chuyện gia đình tôi phải xíu xíu gì, chú bỏ qua làm gì? Em phải gì tụi nó đâu. Ông cho em nhiều chuyện mới sợ rồi. Nãy giờ mới thấy mày được á. À, sao vậy kể nghe coi. Gì vậy? Giúp cho. Gì anh? Hả? Chuyện gì? Sao? Chuyện nó là gì nè? Mọi chuyện nó bắt đầu ly cà phê đá. Sữa tươi, cam ép. Trời ơi, em bệnh ta đây trả tiền. Ai trả tiền? Anh. Thì tự nhiên tôi trả tiền. Giúp mà. Trời ơi, nhưng mà tôi đâu có kêu nước đâu. Nhưng sao có cà phê đá? Không phải, ý tôi là ba tôi kêu tôi mua cà phê đá. Thôi chị ơi. Không có tiền để mua. Ba kêu mua gạo, không có tiền để mua gạo nữa. Sao vậy? Mới cờ bạc chứ gì. Trời ơi, cờ bạc là sai là hư mình. Sao? Ủa sao đứa nào đưa bài cho tao vậy? Tao biết đâu, nè. Cầm đây, mày kể tiếp anh. Tiếp đi anh. Đó, đánh bài mà đánh như vậy thì làm sao mà có cơm có gạo ăn. Thôi mà anh đánh bài hay không? Dở ẹt à. Trời ơi. Anh đánh chi? Ai biết? Hỏi tao hỏi ai? Bây giờ trong nhà còn người không? Còn cái gì hết trơn? Trong nhà không còn gì hết. Bậy. Ở nhà. Bây giờ anh muốn mà anh hết cái bài không? Muốn. Đốt cái nhà. Đốt nhà rồi ở đâu? Ở trong cái tụi này. Tụi bay ở đâu? Liêu Quân. Hả? Liêu Quân? Cái chỗ mà khách nước ngoài ở hả? Đúng. Tụi em đánh dài ở đó. Thôi mấy cha ơi, đốt nhà rồi ở tù sao? Mình chơi cách thứ hai. Cách gì? Mời thần bà về đánh bài với ba anh bỏ nghề. Mời thần bà về nhà lấy độc trị độc. Được không? Được sống được. Trời ơi, nhưng mà tiền đâu mà mướn thần bà? Ai biểu anh mời thần bà chuyên nghiệp chi? Mời thằng mày nghiệp dư. Hả? Nghiệp dư ai? Mày là thằng bài hả? Không có, em hỏi ai sẽ là thằng bài. Đánh riết nó lớn không nổi sao mày? Mày có cao hơn ai đâu. Mày cũng vậy, mày cao hơn tao à, nhưng mà tao bằng nó. Ừ, bốn mình bằng nhau. Ơi thôi mấy bạn đừng có giỡn nữa mà. Giỡn cái gì mà giỡn? Được ghi dễ nha, tụi này là chuyên gia đánh bài nha. Chuyên gia đánh bài riết giờ đánh dài luôn nè. Trời ơi, nhưng mà lỡ ba mình biết được thì sao? Làm sao mà biết? Thua hoài riết có kinh nghiệm. Xe không? Mượn xe đâu? Không đi đâu, đậu chỗ, trả 50. Đậu chỗ, trả 50.
Nhưng mà không được leo lên xe, mở máy đi đâu nha. Ok. Rồi vậy được, nhưng mà giờ đậu ở đâu đây? Đậu đây nè. Đậu đây phải không? Ừ. Rồi, đậu đây, đậu đây. Trời ơi. Ồ. Cái tứ huynh đẹp nha. Sao? Tứ này nhảy hết hớp rồi đó. Thôi thôi, ông giúp tôi đi. Ông nhảy hết hớp, trả thêm 30 ngàn nữa. Được không? 30 ngàn hả? 30 với 50, 80. Rồi, 80 nha. 80. Rồi. Được. Chờ luôn. Ok. Rồi. Ê, mày định ám sát thần bài hả mày? À, xin lỗi đại ca. Con làm ăn kiểu kỳ cục á. Hết ngõ mướn cái thằng gạt đờ co kiểu này. Lạng quạng vô kia nạp hết hàng cho nó á. Xin lỗi đại ca, tại em không biết, em nhảy xuống trước nó nhậu. Rồi bà, vô bà. Ơ, quên má. Gì? Bà lấy tên thần bài là gì hả? Thần bài hả? À... Đại ca, lấy cái tên gì cho nó ấn tượng mà nó kêu thiệt kêu. Đúng rồi, bà đổi tên luôn má. Đổi tên hả? Không được. Tên tao không đổi, tên tao là chắc chắn là ấn tượng không đồng hàng. Đây, giới thiệu thần bài tám mụn. Đại ca, tên nghe kỳ quá à. Tên gì đó, tám mụn ghê quá. Tên nghe mụn không rồi. Hèn sợ. Mày nói mày chê tên tao xấu thì tụi bay có cho một cái tên nào nghe hay mà ấn tượng không đồng hàng không? Không đồng hàng. Ừ. Có rồi. Tên gì? Chí Hòa. Chí Hòa. Ê, có huôn nghe con. Có huôn nghe cái miệng ăn mắm ăn muối nha. Tao chưa vô đánh bài với người ta, chưa biết thắng hay thua, nghe tên đó là biết vô trọng rồi. Đại ca, được. Nó đặt cái tên nó được. Sao được? Quánh bài là sớm muộn thì cũng vô Chí Hòa. Ở ngoài này làm đại ca vô trọng làm đại bàng, ngon nha, ngon à. Ê, tao làm đại bàng chắc hai mày làm chim xe sẻ hoặc là cút chim bơ quá. Gì? Nhà bà lấy tên gì? Một lát vô đấu bài rồi sẽ biết. Con? Dạ. Hình như tụi nó tới bằng chiếc xe hơi không con? Đúng rồi, đi xe hơi á, thấy không? Nó thần bài đi xe hơi, tự nhiên ba đi xe xích lô. Ê, xích lô có sao? Thần bài mà đi xích lô là không đụng hàng con. Ngài đại ca, hình như nó đi chiếc Mercedes phải không? Bậy. Ăn nói vậy là coi chừng bước vô trong đó sầm mặt người ta nhìn nó nói cười vô mặt mình. Dùng từ sai rồi, cái đó gọi là mạc xa đét. Không phải bà ơi, hai người bậy hết cái nè. Mercedes hả? Mercedes. Con. Tới coi phải tụi nó không? Chứ ba nghi tụi này làm gì có tiền với anh. Thần bài mà hút thuốc lào thả khói vậy là chết rồi. Ừ cha đồ ra quá nó đỏ xỉu rồi kìa. Rồi biệt, chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Rồi thì vô. Đại ca. Gì? Làm thần bài á thì phải xì tin cho nó lạ. Ý mày nói cho nó ngầu quá hả? Ngầu á. Là sao? Ở Hồng Kông mấy thần bài là nó cắt nhượng chân luôn. Hả? Cắt nhượng chân? Ừ. À, tao hiểu rồi. Ý mày nói lấy con dao cắt nhượng chân đâu hả? Đúng rồi. Mày có khùng không? Quánh bài chưa biết ăn hay thua. Hồi cái tao đi cà què suốt đời hả mày? Ờ ha. À, em có cách rồi. Cách gì? Lấy cây đập què cái chân đại ca. Đúng, tìm cây. Đây, đây, có. Đưa chân ra, đưa chân ra. Đưa chân ra. Hay. Ui da. Sao? Không đau. Vậy thì sao? Mà tìm cái vật gì mà nó cứng hơn kìa. Cứng hơn mới đau. Cục gạch nha. Cục đá nè, xong lấy. Được không? Tôi coi. Cầm cái dù. Dạ. Mà đập, mà đừng có đập ở đầu này. Dạ. Mà đập ở lửa này nè. Dạ. Quất vô cái ngay cái nhượng á. Đó, nó mới đã. Dạ. Hiểu chưa? Nè. Để gì nè. Đó. Kê sát vô. Sát vô. Sát vô nữa. Kê sát chưa? Chi nè. Đập cái đầu mày nè. Suy nghĩ. Nó khùng không? Hả? Sao vậy? Tự nhiên mày đập vô chân tao là máu phun qua tao lết từ đây nó thấy máu không rồi sao?
Rồi lâu vô ông đó ta xỉu rồi lấy đâu ai đánh bài. Giờ làm sao? Giả bộ là được rồi. Đã đến giờ đấu bài. Mời quý vị quan khách ổn định chỗ ngồi. Something for your mind, your body and your soul. Give it up for Naughty by Nature. Kì. Hồi nãy mới vô đông lắm mà đi qua đi lại chứ có bỏ 4 người rồi. Smooth it out. Đi đồng ý chàng. Toàn thể quý vị quan khách, chắc quý vị đã từng xem những trận đấu bài ác liệt tại bến Thượng Hải. Thì hôm nay tại đây, tức bến Tâm Ngựa, cũng sẽ xảy ra trận đấu bài ác liệt giữa hai thần bài Châu Hữu Đệ và thần bài Châu Chấu. Quan khách phải không? Mời vô trong kia ngồi. Kìa con. Kìa ba. Đuổi ba xuống đó là sao? Phải, tự nhiên nay ba mặc đồ ngầu quá, giống Hồng Kông quá. Nó tưởng ba là khách sang trọng nên nó mời xuống dưới ngồi. Vậy hả? Ừ. Ủa, mà đồ này ba máy đâu hả? Chôm. Cái gì? À không, mướn. Mấy ông bình thường đánh bài ở vỉa hè với ông Tư và ba đó, mặc quần xà lỏn không à. Bữa nay đánh với thành bài nổi tiếng Châu Hữu Đệ. Dạ. Cho nên họ chơi cái bộ đồ này nè, hết 100 ngàn rồi đó, không biết ăn hay thua, thấy lỗ vốn rồi. Trời ơi, con nói ba đừng buồn nha, ba mặc đồ y như thầy cúng nha. Xui mày. Mời thần bài Châu Hữu Đệ. Đại ca, Châu Hữu Đệ là gì? Là che hữu đầu. Phải, phải, là đệ của Hữu Châu. Là sao? Đậu hữu nó che đó. Có nghĩa lần này không thích ăn chay. Dạ. Nó thích ăn mặn. Đúng rồi. Chuông mày lên, chơi mày luôn. Nó làm gì rầm rầm ngoài đó rồi con? Nó đóng cửa xe rồi. Bạn thấy không? Nó đi mười mấy chiếc Mercedes kìa. Quay! Có xe cho hai người chưa? Dạ! Trời ơi! Thằng bài mà sợ mất xe. Xe nó mướn mà. Hả? Nó mới mua. Chết ra! Thằng kia nữa, chết ra! Mày nữa, chết ra! Mày hả? Dạ. Có ai đâu kêu tránh ra hả? Mày tránh ra đi. Mày đi, đi! Thần bài ơi! Tôi có mời một ông rất lớn tuổi uy tín. Xin giới thiệu ngài Lý Sảm. Mời ông Lý Sảm
kiểm tra tài sản của hai bên. Tài sản của thằng bài châu chấu gồm có một bằng khoáng nhà trị giá 20.000 đô la. Xin mời. Tài sản của thằng bài châu hữu đệ gồm có 20.000 đô la tiền mặt. Đã kiểm tra xong, mời hai thằng bài. Và tôi xin tuyên bố cuộc đấu bắt đầu. OPP, how can I explain it? I take it frame by frame it. To have y'all all jump and shout and saying it. O is for other P, is for people scratch a temple. The last P, well, that's not that simple. It's sort of like a well, another way to call a cat a kitten. It's five little letters that I'm missing, yeah. How many brothers out there know this what I'm getting at? Who think it's wrong cause I was splitting and co-hitting that? Well, if you do, that's OPP and you're not down with it. But if you don't, here's your membership. Get out with OPP. Sao mày không đau? Đâu phải tay của tao. Sao? Nhìn đi. I live in top of hip hop. This is hip hop of the day. I get props in hip hop, so hip hop for real. Của những người nhiều chuyện và cũng để cho có sự công bằng trong khi đánh bài, bởi vì đeo kiếng có thể nhìn thủng xuyên qua lá bài của đối phương, mà ở bên Hồng Kông người ta gọi đó là siêu âm, còn ở bên Việt Nam người ta đã gọi đó là chụp hình phổi. Đề nghị hai thằng bài đưa kiếng cho tôi để tôi nói soi. Trời, thằng bài mà chọc mắt làm vậy nó mới ngầu. Ôi hai thằng bài sao ai? Wow. Oh. Oh. Cái này giống là mày xếp quá vậy. Mày của em mà. Ơi. Con. Dạ. Theo nó cất cái lồng đèn vô con. Dạ. Các bạn lấy bộ bài đổ cho ba. Cho nó quay một bài tổ là nó sợ liền. Nhìn đây, cái thứ gì? Đây, lá mắt rô. Wow. Và sau đó là lá bốn rô. Wow. Sau nữa là lá ba rô. Wow. Sau nữa là lá sáu rô. Wow. Và cuối cùng, mời quý vị hãy xem lá hai rô. Hai lô.
Đây là chỗ đấu bài chứ không phải chỗ đi chơi ảo thuật. Anh nghe rõ chưa? Xin mời thần bài ngồi xuống. Và bây giờ để cho có sự công bằng, tôi xin mời anh Bảy, chuyên gia xào hủ tiếu, đứng ra xào bài. Theo truyền thuyết về xào bài, nam xào 7 cái, nữ xào 9 cái, BD khỏi xào. Đây trái bắt một lá. Mời thân bài châu chấu, tay phải bắt một lá. Rồi, cầu đi. Cầu giá đạo, tinh chim. Cầu bổn mạng, danh vọng tiền tài. Và cầu cho khu phố được bình an. Gì kìa, có bói mà, có bói lại gì vậy? Trời ơi, ông nội, ông xàm quá, gì ông nội, thôi được, làm ơn làm phước đi về xạo tiếu ông ngồi đi cha. Ủa, tôi tưởng làm kia tôi vô coi bói kiếm em à. Kiếm em, chỗ đánh bài mà ơi. Bảy bà. Ai biết đâu, tưởng làm kêu coi bói kiếm em. Thôi, được rồi. Bói hai thằng bài làm quen. Hello, how are you? Ô, ngồi nị. Xích lô. Xe đạp. Gì xe đạp? Ý nó nói gì? Má tới bằng xích lô, nó tới bằng xe đạp. Đúng rồi, đi xe đạp đạp riết mà rách giớ luôn à. Tôi bây giờ đừng nói chuyện ngoài đây nữa. Mời. Chia bài. Gì vậy? Chia tiếp. Trời đất ơi, đại ca tôi á, ổng chột hết. Tôi xin lỗi, ổng chột bên này phải đưa đúng camera ổng mới lấy được. Anh cho cái quyền tố trước. Khúc bếp. Ủa, khúc bếp là gì ba? Thì phía sau bếp nhà mình á. Trời ơi, bà tố bếp gì vậy? Mày có gì đâu mà sợ. Lỡ mà con có thua thì nó ở khúc bếp mình ở phía trước là mà ở mặt tiền. Chị giá. Chị giá 4.000 đô la. 4.000 đô. Bên này sao? Tôi thôi. Khúc củi. Sao khúc củi? Có lẽ phải có củi chứ. Tôi theo. Má mày. Tiền. Trời ơi, Money tiếng Anh là tiền á. Tiền nói tiền, đánh dài biết gì mà tiếng Anh. Tôi theo. 4.000. Chia tiếp. Nhẹ nhẹ thôi, chỗ bên đây sao? Rồi mắt, được quyền tốt trước. Phòng khách. Thị giá. 4.000 đô la. 4.000, bên đây. Thu theo. 4.000. Chị tiếp. Vâng. Tổ thêm. 2.000. Bên đây. Thu theo. Toilet. Hả? Có tối toilet má. Thì nó nhỏ mới 2.000. Ừ, bà tối toilet rồi không tắm ở đâu. Thì yên tâm đi, qua nhà ông Sảm nè, hay ông này nè, hoặc là ông có gì đó sủ tí xào tắm. Trời ơi. Gì tiếp. Bực mình quá. Ê, con gì ghê vậy con? Tự nhiên con mắt nó di động con. Nó làm như điện thoại di động ba. Nó đeo đây được. Nó dắt sao đít cũng được. Khoan, tôi đã nói rồi, dứt khoát không được đeo kiếm. Đề nghị đưa đây cho tôi, để cho tôi nổi soi. Muốn coi. Mày thấy tao không? Kìa mắt đâu lấy đâu thấy. Không thấy cũng tịch thu. Già cơ. Già rô. Già cơ có quyền tố trước. Tôi tố 4.000. Tôi theo. Phòng ngủ. Trời, sao có phòng ngủ nó trong khe vậy ba? Vừa bán thôi rồi con. Đi tiếp. Ách bích. Nằm cơ. Ách bích có quyền tố trước. Nóc nhà. Trị giá 3.950. Ủa, đại ca, hồi nãy giờ tối 4.000 không? Sáng nay 3.950. Nó bị lũng một lỗ. Bớt ra 50. Tôi theo. 3.950. Tẩy hết. Sạch hết. Nó tẩy hết kìa con. Tẩy hết luôn á. Mần nó không? Chơi luôn. Chơi luôn hết tài sản luôn. Nguyên căn nhà. Đi đi. Bài châu chấu. Vui bài.
mày mà thổi. Thổi kệ tao mày. Thằng bại kệ tao. Thằng bại trong phim ta là huynh huynh đệ đệ. Thằng bại đi kệ tao. Tao thích chị được không? Mày thích kệ mày. Bác bác bác. Thánh dài không bác? Thánh dài mày. Thánh bại, thánh bại. Thấm kim con. Nhọn đầu. Thấm kim. Nhọn đầu. Thấm kim. Nhọn đầu. Bách cơ. Tử quý mách. Anh. Thầy kia hỏi tử quý mách rồi chết rồi. Mời. Mời cũng còn. Mười. Xin mời bên đây chở bài. Đâu đấy đâu chung. Tiền ở đâu chung. Ôm tao coi. À! Hùng phá thành. Ăn tư quý bánh. Nhà không? Ủa, về với tôi. Con, có phải là thùng phá sảnh ăn tư quý bánh không con? Đúng rồi ba. Ủa, nói vậy là căn nhà mình sao con? Mất trắng luôn rồi. Hả? Căn nhà mất trắng con. Trời. Gián bài đã kết thúc. Hả? Bây giờ xong chuyện là trả tiền. Ba sợ mà con ơi.